Xin chào anh em nhé, mình sẽ lắp thử độ ánh sáng của cái con đèn Sima 40W phiên bản nhiều màu sắc nhá, WRGV. Con này thì dùng rất là đơn giản luôn. Đây mình sẽ test thử vào cái bể này đi. Hay anh kia test thử vào con bể này. Để xem cứ quay đi một tí em chỉnh cua nhanh được. Đây mình sẽ test thử ánh sáng của nó nhé. Đây là 40W và mình đang dùng cho bể ánh sáng là bể kích thước là 644 nhá, 60 x 40 x 40. Anh em nếu mà thấy yếu thì có thể dùng hai đèn cho nó sáng lên màu. Đây lên màu cây tân đế này, tân đế rất là đỏ luôn. Lên màu cá, màu cây rất là đẹp. Okay.